Xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với kênh mua bán ô tô cũ đất tại Hải Phòng ngày hôm nay. Vâng ạ, có bác nào mà đang đi xe số sàn mà muốn đổi sang xe tự động cho nó nhàn chân không ạ? Hoặc các bác nào mà đang có nhu cầu sở hữu muốn mua những cái mẫu xe số tự động thì hôm nay em gửi đến cho quý vị anh chị bạn một cái video báo giá tổng hợp những mẫu xe số tự động hiện đang có trong cửa hàng của em ngày hôm nay. Những cái mẫu xe sedan hai đầu và có thêm một cái mẫu xe 5 chỗ gầm cao như thế này. Đấy, bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe nào alo trực tiếp cho em nhé. Giá tiền chỉ từ trên 150 triệu đồng thôi. Trên 150 triệu đồng là các bác đã có thể sở hữu một chiếc xe số tự động 5 chỗ. Đấy, hiện đang có trong cửa hàng của em ngày hôm nay nhé. Đấy, xin mời các bác cùng em đi vào chi tiết cái video báo giá của ngày hôm nay. Thì xe thì bên em có đảm bảo về giấy tờ pháp lý cũng như là về phần chất lượng của xe là cam kết cho các bác anh chị bạn là không đâm đụng tai nạn và không gặp nước nặng các bác nhé. Đấy, còn là xe cũ xe cỏ thì nói chung là không tránh được cái vấn đề mà va chạm, nói thật với mọi người là như vậy. Còn đương nhiên với những cái dòng xe lướt xe mới thì các bác có thể là kỹ lưỡng hơn, nhưng mà mới với cái những cái mẫu xe mà tầm tiền hơn 100 triệu đấy, dưới 200 quay đầu thì nói chung là không thể tránh được cái vấn đề mà va chạm mà nhẹ gọi như là mất chỉ chẳng hạn đấy. Thế riêng cái vấn đề đâm sâu tai nạn nặng thì bên em có cam kết cho mọi người, nếu các bác mua xe phát hiện xe đâm sâu tai nạn nặng thì em sẽ bao quay đầu cho mọi người nhé. Vâng, không để mất thời gian của các bác nữa thì bây giờ em đi vào chi tiết cho các bác xem. Thì xe có xe dịch vụ taxi hay là xe gia đình thì em sẽ báo luôn ở video ngày hôm nay. Đấy, còn về chất lượng của xe thì các bác có thể là alo trực tiếp cho em để được tư vấn cụ thể nhé. Vâng, em mới về hai cái mẫu xe Lacetti Civic như thế này, một con màu đen, một con màu trắng nhá. Đều là hai mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng nhá, không dịch vụ không taxi, giá là trên 100 triệu, đời 2010. Thì đây em sẽ đi lần lượt cho các bác xem một chiếc xe CRV đời 2015 này trước này. Con này đời 2015, động cơ máy của nó là 2.4. Đấy, động cơ 2.4 các bác nhé. Xe 5 chỗ gầm cao và giá tiền con này thì em đang chào bán trên 500 triệu. Con này là giá cao nhất tại cửa hàng luôn. Con này là cao nhất nhé. Đấy, trên 500 triệu thôi. Đấy, giá con này là cao nhất tại cửa hàng. Trên 500 triệu đồng. Honda CR-V đời 2015. Em mới về một chiếc xe lá lốt, giá cũng tầm khoảng loanh quanh, tầm khoảng trên 50 triệu một chút này. Đấy, xe cực đẹp nhá, máy gầm chất các bác nhá. Đấy, em sẽ ké cho các bác một cái chiếc xe lá lốt tập lái như này. Đấy, tầm khoảng loanh quanh, tầm khoảng 50 mấy triệu thôi. Tiếp tục, một cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, Lacetti phiên bản Civic đời 2010. Con này thì được đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011 với động cơ máy 1.6 số tự động, tư nhân chính chủ biển của Hà Nội, xe gia đình đi. Cam kết cho các bác chị bạn là không đâm đụng tai nạn nhá, máy gầm đại chất cơ nhá. Đấy. Giá con này thì trên 100 triệu thôi. Nội thất con này thì phải nói là cực kỳ là đẹp các bác nhá, nội thất rất là đẹp luôn. Đây. Các bác xem cái phần nội thất của nó đây. Đấy, nội thất là ghế da nguyên bản nha, phần tắp lô tắp ly của xe rất là đẹp luôn. Cam kết cho các bác chị bạn là không lỗi nhé, option rất là nhiều. Có trang bị cửa lock, túi khí an toàn, hệ thống phanh ABS. Đấy, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết, sơn xi màu trắng ngọc trai. Lốp mới cả dàn. Đấy, lốp mới cả dàn các bác nhá. Trên 100 triệu đồng thôi. Đấy, Lacetti nhập khẩu đời 2010. Và cũng tiến đến cũng là một chiếc xe nhập khẩu đời 2010 Civic. Con này màu đen nguyên bản nhá. Đấy, con này biển của Phú Thọ. Xe thì giá con này cũng tầm khoảng trên 100 triệu. Con này được trang bị bộ la đăng phay nhé các bác nhé. Đấy, bộ la đăng phay này. Đó. Lốp dép đẹp. Lốp dép cũng còn rất là dày luôn. Có trang bị màn hình, có cửa sổ trời đầy đủ hết. Đây các bác nhé. Đấy. Nội thất của xe đây. Cam kết cho mọi người là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước nhé. Đấy. Máy gầm đại chất. Và đăng kiểm cũng còn dài. Đấy, trên 100 triệu thôi. Lacetti Civic đời 2010 màu đen. Đấy. Bác nào hợp màu nào thì có thể là tham khảo. Em hôm qua em về ba con, hôm nay thì em bán con màu xanh rồi, còn hai con màu, một con màu đen và một con màu trắng nữa. Tiếp tục đây em có một chiếc xe Kia Cerato với một cái mẫu xe mà phân khúc hạng C, tư nhân chính chủ, gia đình đi các bác nhé, đời 2016 này, biển của Bắc Giang. Vâng ạ, giá con này thì trên 300 triệu, trên 300 triệu đồng ạ, cho mẫu xe Kia Cerato này. Đời 2016 các bác nhé. Đấy. Con này thì xe nó không phải là xe dịch vụ taxi gì cả. Đấy, gia đình chuẩn luôn. Đó. Máy 1.6, máy 1.6. Có trang bị ghế điện, nhớ ghế hai vị trí. Cửa lock đầy đủ các bác nhé. Cửa lock đầy đủ nhá. Đấy. Con này thì giá chào bán cũng tầm khoảng trên 300 thôi.
trên 300 triệu đồng. Đấy, cho mẫu xe Kia Cerato này, đời 2016 các bác nhé. Cái này thì nó có bị va chạm nhẹ vào phần đầu xe như một chút. Đấy, nó va chạm nhẹ vào phần bên đầu cản một tí thôi nhé, không ảnh hưởng gì phần cục kéo taxi đâu. Đấy, chung là không tránh được, thật là các bác là như vậy. Đấy, xe có sàn tạo vậy, xe này thì không có khoan đục, không đổi màu. Honda City, con này Honda City đời 2016 các bác nhé. Con này thì với động cơ máy 1.5, nó là một trong những mẫu xe phân khúc hạng B, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đấy, Honda City, giá con này cũng tầm khoảng trên 300 triệu một chút. Con này 300 hơn một tí thôi. Đấy, đây các bác nhé, về phần nội thất của xe này. Đó, màn hình Android đầy đủ hết. Đấy, với dòng này thì nó không có cửa sổ trời nhé, phân khúc B nó không có cửa sổ trời. Đấy, vô lăng tích hợp, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2025. Đấy, Honda City đời 2016, giá tầm trên 300 triệu, biển Hà Nội. Và tiếp tục là một chiếc xe Chevrolet Cruze. Con này thì nó mua cái bản quyền của dòng Daewoo. Đấy, nó mua thương hiệu của Daewoo, cho nên là đời này, đời đầu 2015 thì nó vẫn còn là form như thế này. Đấy, nó tựa tựa như dòng Lacetti ấy. 2010, bắt đầu cuối 2015 thì nó mới lên form mới cơ. Con này tư nhân gia đình đi các bác nhá, biển Hà Nội, số tự động nhá. Đấy, xe bao đẹp cho mọi người. Con này thì giá chào bán cũng trên 200 triệu thôi. Đấy, một chiếc xe số tự động 5 chỗ, form dáng cực đẹp, đi rất là đầm chắc các bác nhá, đi rất là đầm luôn. Đấy, nội thất của nó là ghế da nguyên bản từ mới đến giờ, với động cơ máy 1.8 nha các bác nhá. Đấy, có đuôi thì tự động nó lên 1.8 rồi. Đấy, 1.8 số tự động, tư nhân biển của Hà Nội. Đấy, hơn 200 triệu. Có nào quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em, màu đen nguyên bản nhá. Một cái mẫu xe phân khúc hạng B Honda City đời 2016, với động cơ máy của nó là 1.5 số tự động. Con này thì nó trang bị cái màu sơn của nó là màu nó màu xám các bác nhá, màu xám nhá. Đấy, màu xám số tự động nhá. Đây, tư nhân chính chủ gia đình đi, con này thì em dự là chủ xe lấy hồ sơ rồi, rút biển về rồi, có nghĩa là biển em đã rút rồi. Đấy, các bác về sẵn đi, về bao vào tên cho mọi người đi. Đấy, giá bao ra tên cho mọi người các bác nhé, bao ra tên cho các bác luôn, hơn 300 triệu. Honda City đời 2016, một chiếc xe giá rẻ đây ạ, một chiếc xe giá rất là rẻ luôn. Con này là con nhập khẩu nguyên chiếc của Đài. Đấy, em gan đời 2011 với động cơ máy 1.8 nhá, phiên bản tự động các bác nhé. Đấy, phiên bản tự động. Con này thì form dáng của nó thì rất là đẹp, đi đầm chắc, đầm rất chắc. Đấy, với cái chất lượng của xe nói chung là ok. Đấy, giá chỉ có 155 triệu thôi, 155 triệu đồng thôi, một chiếc xe em gan nhập khẩu nguyên chiếc của Đài. Để mà nói thì các bác nào mà gọi như là muốn trải nghiệm, hoặc là gọi như là muốn gọi như là mê xe, thích xe, muốn trải nghiệm đấy ạ, chúng ta có thể là mua cái mẫu xe này. Về phụ tùng, máy phụ tùng cũng như là đồ sửa chữa của cái dòng này thì đương nhiên nó sẽ khó khăn hơn những cái dòng xe nó thương hiệu, đúng ạ. Đấy, cái dòng này chắc chắn là đồ đạc sửa chữa của nó sẽ khó khăn hơn. Đấy, phụ tùng của nó cũng thế, cũng đắt đỏ hơn nhá. Đấy, xe thì đương nhiên là nó sẽ không lành, không bền bằng những dòng xe thương hiệu khác rồi. Dòng này thì dòng nói chung là rẻ mà, nó chỉ có hơn 100 triệu thôi, hơn 100 một chút thôi. Đấy, em gan tự động đời 2011. Đấy, máy 1.8, đăng kiểm đến cuối năm, 155 triệu, giá rất là rẻ, đúng không ạ? Các bác đi trải nghiệm, lái thử, chạy thử một vài tháng. Tiếp theo là một chiếc xe Chevrolet Cruze, một chiếc xe phiên bản tự động đời 2014 các bác nhé. Đấy, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi biển Bắc Ninh. Đấy, con này thì đương nhiên là xe không có dịch vụ taxi, không khoan đục. Đấy, thì dòng này nó chạy dịch vụ nó không kham nổi. Con này thì xác của nó nặng, con này xác của nó khá là nặng, cho nên là chạy dịch vụ thì chắc chắn là không chạy dịch vụ với cái dòng này. Đấy, đi gia đình nó hao xăng tầm khoảng 8-9 lít. Đấy, trên 100 cây. Đấy, con này thì nói chung là nó sẽ có va chạm, nó sẽ có va chạm nhẹ các bác nhé, có va chạm nhẹ. Đấy, còn cột kéo taxi của nó thì sẽ là nguyên bản. Đấy, nội thất của nó thì ghế da thay rồi. Đấy, với động cơ 1.8 tự động các bác nhé, đời 2014 nhé, giá tầm hơn 200 một chút thôi, biển của Bắc Ninh. Đấy, màu trắng nguyên bản, không có đổi màu. Bắt đầu quan tâm thì alo cho em. Đó, và tiếp tục đây em có một chiếc xe Kia Forte, một chiếc xe thương hiệu của Hàn Quốc nhé. Con này thì nó chuyển sang hàng lắp ráp rồi, hàng nội địa rồi các bác nhé. Đấy, hàng lắp ráp tại Việt rồi. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng đời 2012, với động cơ máy của nó là 1.6 nhé. Kia Forte, xe thì form dáng của nó thì vẫn là còn form cũ. Đấy, nó chưa lên form mới các bác nhé, đời 2012. Đấy, con này thì em đang chào bán tầm hơn 200 triệu đấy các bác nhé, hơn 200 triệu đồng.
Kia Forte đời 2012, số tự động, động cơ 1.6. Xe bao đẹp cho mọi người, zin 100% không lỗi, keo chỉ đến máy số đều zin. Đấy, xe cực kỳ đẹp luôn, nội thất rất là tươi. Đấy, với giá tiền con này là hơn 200 triệu. Đấy, Kia Forte đời 2012 các bác nhé, đời 2012. Đấy, xe rất là đẹp, rất cứng luôn. Hơn 200 triệu thôi, một chiếc xe Forte thương hiệu của Hàn Quốc các bác nhé. Một chiếc xe thương hiệu Hàn Quốc, máy gầm đại chất, máy số zin, thân vỏ zin nhé. Đấy, xe hoàn toàn không có lỗi gì hết. Tư nhân chính chủ, biển của Hải Phòng. Vâng ạ, một chiếc xe gia đình sử dụng. Và tiếp theo đây em có một chiếc xe Mazda. Một cái mẫu xe Mazda 3S sản xuất 2013. Với động cơ của nó là 1.6 phiên bản số tự động. Tư nhân chính chủ, biển Hà Nội nhé. Màu đỏ tươi rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì phải nói là một chiếc xe đẹp hiếm có. Cam kết cho các bác anh chị bạn là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Máy số zin và thân vỏ đều zin nhé các bác nhé. Đấy, xe thì trang bị hệ thống đèn bi cầu. Đấy, có trang bị cửa lock đầy đủ, full option cho các bác rồi. Đây, các bác có thể xem hệ thống cặp đèn bi của nó, cực kỳ chất lượng nhé. Lốp đẹp mới nhé. Đấy, có trang bị cả cái axle lốp này. Đấy, trang bị axle lốp các bác nhé. Đăng kiểm đến tháng 6 thôi. Giá con này thì trên 300 thôi. Đấy, trên 300 triệu đồng một chiếc xe Mazda 3S, thương hiệu của Nhật Bản. Dòng xe của Nhật thì rất là lành và bền rồi, đúng không ạ? Với động cơ 1.6 thì tiêu thụ tầm khoảng 7 lít trên 100 cây. Nội thất của nó là ghế da nguyên bản, rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác nhé. Đấy, con này phải nói là đẹp hiếm có, khó tìm. Đời 2013. Giá con này là trên 300, 300 lẻ thôi các bác nhé. À 300 tiểu học thôi, trên 300 tiểu học thôi. Cực kỳ là đẹp nhé. Mazda 3S đời 2013. Bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em nhé, biển của Hà Nội đây. Đấy. Và bên cạnh đây em có một chiếc xe Hyundai Accent bản ATH thôi nhé. Đấy. Một chiếc xe bản đủ nhất của dòng xe Hyundai Accent. Đời 2000 sản xuất năm 2020. Sản xuất 2020 với động cơ máy của nó là 1.4 nhé. Đấy, 1.4 phiên bản tự động thôi nhé. Xe bao chất bao đẹp cho mọi người, máy số zin, thân vỏ zin. Đời 2020. Đấy, giá thì trên 400 triệu thôi. Trên 400 triệu đồng thôi. Con này thì bên em có hỗ trợ banh cho các bác. Hỗ trợ banh cho các bác được 50% nếu các bác chỉ có tầm tiền khoảng hơn 200. Và các bác đã có thể sở hữu một cái mẫu xe đời rất là cao như thế này. Hyundai Accent đời 2020 các bác nhé. Đó. Và đây em có một chiếc xe Kia Cerato đời 2017. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng nhé. Đời 2017 với động cơ máy 1.6 nhé. Đấy, con này thì em rút hồ sơ cầm tay sẵn rồi. Một chiếc xe phân khúc hạng C tư nhân, biển của Hải Phòng. Và giá con này thì em đang chào bán tầm khoảng cũng trên 300 triệu đồng thôi. Đấy. Đăng kiểm đến cuối năm. Đời 2017. Đấy, một trong những cái mẫu xe phân khúc hạng C tư nhân chính chủ gia đình sử dụng nhé. Đấy. Giá con này là trên 300 triệu. Bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em nhé. Vâng, xe này còn rất là nhiều những cái mẫu xe số sàn nữa thì trong video ngày hôm nay đặc biệt em gửi đến cho các bác những cái mẫu xe số tự động thôi. Thì bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe nào alo trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại thì em sẽ ghi trên phần tiêu đề. Xe bên em còn rất nhiều những mẫu xe giá rẻ phục vụ các bác nhé. Bác nào có nhu cầu sở hữu mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em hoặc kết bạn Zalo trực tiếp để được tư vấn cụ thể ạ. Và trước khi kết thúc video thì rất mong quý vị ủng hộ cho em bằng cách like kênh, chia sẻ kênh và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong những mẫu video sau ạ.